Đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 17 tháng 11 năm 2023. Như vậy là chỉ còn khoảng 6-7 tiếng nữa thôi là toàn đội của chúng ta sẽ lên đường ra sân bay quốc tế tại Manila để bay về Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Iraq. Và như ngày hôm qua mình đã hứa với các bạn là hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn lý do vì sao mà Quế Ngọc Hải không thi đấu, vì sao Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức lại ngồi trên băng ghế dự bị. Và ngày hôm nay thì Minh Hải cũng sẽ cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chấn thương của Văn Toàn. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta có được đều là những thông tin rất tích cực, những thông tin rất vui. Và ngày hôm qua thì anh em cầu thủ của chúng ta cũng đã có một cuộc họp dã chiến ở đội. Và trong bữa cơm thì huấn luyện viên Philippe Chuse cũng đã giải thích rất nhiều điều. Trong đấy thì giải thích luôn cả cái lý do vì sao lại thay Tiến Linh ra. Bên cạnh đó cả Văn Thanh nữa, Văn Thanh cũng bị thay ra, Tiến Linh cũng bị thay ra. Và ngày hôm qua thì các anh em đội của chúng ta cũng đã có bữa liên hoan nhẹ, gọi là ăn mừng chiến thắng một cách nhẹ nhàng để chuẩn bị cho trận đấu với Iraq. Thực ra là cái buổi liên hoan nhẹ nhàng này nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ chúng ta xả được khá là nhiều những cái áp lực. Và đương nhiên rồi, chơi tốt, chơi giành chiến thắng thì nên được ăn mừng. Nhưng mà tất nhiên các cầu thủ chúng ta sẽ hiểu là phải ăn mừng như thế nào. Hôm nay thì Minh Hải cũng sẽ đánh giá một chút liên quan đến Iraq, nhưng mà mình cần nhiều thời gian hơn để chúng ta đánh giá Iraq một cách đó chính xác nhất. Ngày hôm qua Iraq đã giành một chiến thắng vùi dập với tỷ số 5-1 trước Indonesia trong một trận đấu mà thực sự họ đá như máy luôn. Thái Lan là đội bóng mà cũng đã tuyên bố là sẽ đánh bại Trung Quốc. Họ đã ghi bàn mở tỷ số bằng một bàn thắng rất đẹp của Sarach nhưng cuối cùng đã bị thua ngược Trung Quốc. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tất cả những câu chuyện này. Và đương nhiên rồi, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra, Minh Hải sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình. Và các bạn còn những cái thắc mắc gì thì các bạn hỏi luôn bây giờ. Bởi vì là tối ngày hôm nay thì như mình đã đề cập với mọi người, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lên sóng cái chương trình mình phỏng vấn huấn luyện viên Mai Đức Chung với cái khoảnh khắc, với cái cảm xúc về trận cầu cuối cùng trong sự nghiệp khép lại hơn 50 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Và chú sẽ tiết lộ cho chúng ta rất nhiều điều lần đầu tiên các bạn được nghe. Và chú cũng sẽ chia sẻ về tình hình bệnh tật của chú. Mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái chương trình rất là hay. Bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình đi cùng chuyến với đội tuyển các bạn nhé. Mình đi cùng chuyến với đội tuyển. Thực ra thì nếu điều kiện cho phép thì mình sẽ quay một vài những cái hình ảnh bên lề để cho các bạn thấy là đi cùng với đội tuyển thì nó như thế nào. Nhưng mà thực sự là vì một số, có thể là do an ninh rồi một số những cái điều ấy thì thôi, mình nếu mà điều kiện nó không thực sự phù hợp thì mình xin phép các bạn là mình sẽ không làm. Chứ thực ra là làm cái chương trình bay cùng đội tuyển thì nó cũng khá là hay đấy. Nhưng mà các bạn biết là ở trong sân bay ấy, thì có nhiều khu vực là người ta cấm, người ta cấm không cho chúng ta tác nghiệp. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ cố gắng. Nếu mà trong trường hợp mà trong điều kiện cho phép thì mình sẽ cùng với các bạn tận hưởng cái cảm giác được bay cùng đội tuyển. Còn bây giờ thì mình xin phép là sẽ chia sẻ về chấn thương của Văn Toàn trước. Chắc là các bạn sẽ rất là quan tâm. Mình có hỏi thì sáng ngày hôm nay Văn Toàn không phải đi chụp chiếu gì cả. Và điều đấy có nghĩa là cái chấn thương của Văn Toàn là không quá nặng. Và sáng ngày hôm nay thì Văn Toàn cũng đã báo cáo về câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Và bạn ấy nói rằng là vẫn có cái vết đau, vẫn có cái vết bầm tím, nhưng nó chỉ là đau một chút xíu thôi. Chứ còn nếu như bình thường ra mà có vấn đề gì đó liên quan đến xương sườn thì chỉ cần thở thôi hoặc hắt xì hơi thôi là chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là đau đó. Nhưng mà Văn Toàn thì không có vấn đề gì về chuyện đó. Tối ngày hôm qua vẫn ngủ rất ngon, sáng ngày hôm nay đi ăn sáng vẫn rất là tuyệt vời. Và bạn ấy cũng sẽ vẫn tập hồi phục như biết bao nhiêu anh em đồng đội khác. Đây là một cái thông tin mình nghĩ là rất vui cho cá nhân Văn Toàn, cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và cho người hâm mộ nữa. Bởi vì các bạn biết là trận gặp Iraq thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ phải chơi với một cái đội hình phòng ngự sâu hơn. Và chúng ta sẽ cần những cầu thủ có tốc độ phản công như kiểu Văn Toàn. Văn Toàn thì như mình đã nói với các bạn là ngày hôm qua bạn ấy bị đá một quả vào bên cạnh, tức là bị về cái phần sườn như này. Cho nên là lúc đầu là không thể thở được. Những cái chấn thương kiểu như này là nó khiến cho cầu thủ của chúng ta là bị rất là đau, không thể thở được. Và lúc đầu thì mình tưởng là cột sống, nhưng cuối cùng là về sau là nó hơi ăn ra sườn. Thực ra hơi ăn ra sườn như này hóa ra lại là may. Chứ cái cột sống thì các bạn biết là nó rất là nguy hiểm. Tối ngày hôm qua về thì các bác sĩ ngay ở sân thì các bác sĩ đã khám rồi. Và các bác sĩ đã đưa ra một kết luận là không có vấn đề gì cả. Đấy, sau khi mà ở sân về thì các bác sĩ cũng có được cái khám xét lại và săn sóc cho Văn Toàn. Mọi thứ diễn ra rất là ổn. Tối ngày hôm qua thì Văn Toàn vẫn cười đùa bình thường. Đấy, tất nhiên là nó sẽ còn hơi đau một chút xíu. Đấy, nhưng nó ở phần mềm thôi. Và cái chấn thương của Văn Toàn thì không có vấn đề gì. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm.
Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai là vì sao Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức và Hữu Dũng ngày hôm qua không chơi. Thì mình xin phép các bạn là mình sẽ tách ba cầu thủ này ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải ngày hôm qua không được đăng ký thi đấu cùng với một loạt những cái tên như là Triệu Việt Hưng hay là Lê Phạm Thành Long. Thì mình xin được chia sẻ với các bạn luôn là Quế Ngọc Hải là chưa sẵn sàng cho trận đấu với Philippines. Và như cái chương trình mà nó diễn ra vào ngày 15 nhỉ? 14 cái chương trình livestream buổi trưa ngày 14 thì mình có nói với các bạn về câu chuyện là huấn luyện viên Philip Chu C khả năng là cũng sẽ không dùng Quế Ngọc Hải cho trận đấu với Philippines. Nhưng ngay cái buổi tập chiều ngày hôm đấy thì Quế Ngọc Hải lại vẫn được nhồi thể lực và bạn ấy vẫn được đưa vào cái buổi tập ngày 15, tức là cái buổi tập tối ngày 15, tập chia đôi thì bạn ấy vẫn được vào và vẫn thi đấu trong đội hình chính. Và đấy là lý do vì sao sau khi có thông tin đấy thì mình đã đưa Quế Ngọc Hải vào cái danh sách thi đấu và thậm chí là thi đấu chính thức. Nhưng mà cuối cùng là sau khi kiểm tra lại thì huấn luyện viên Philip Chu C đã đưa ra một quyết định mình nghĩ là rất là dũng cảm, đó là không đăng ký Quế Ngọc Hải luôn. Bởi vì là Quế Ngọc Hải thì đúng là bạn đấy chưa hồi phục thể lực 100% và cần thêm ít nhất là 2 đến 3 ngày để có thể hồi phục lại tất cả những yếu tố có thể giúp cho bạn đấy thi đấu tốt. Và đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Philip Chu C không sử dụng Quế Ngọc Hải. Còn nhóm thứ hai là nhóm Hoàng Đức và Hùng Dũng thì hai bạn này được huấn luyện viên Philip Chu C nói là hãy chuẩn bị. Đấy, có thể được tung vào sân bất cứ thời điểm nào. Nếu như ngày hôm qua đến phút thứ 45 nhận hết hiệp 1 mà chúng ta chưa có bàn thắng hoặc là chúng ta bị ghi bàn trước thì lúc đấy Hoàng Đức và Hùng Dũng sẽ được đưa vào sân ngay. Và theo thông tin mà mình có được thì Hoàng Đức và Hùng Dũng ngày hôm qua ngồi trên băng ghế dự bị hoàn toàn là lý do mà huấn luyện viên Philip Chu C muốn giữ chân cho Hoàng Đức và Hùng Dũng để chuẩn bị cho trận đấu với Iraq. Đó. Như vậy là Văn Toàn ok cho trận đấu với Iraq, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng có những cái cách dưỡng sức khác nhau, có những người được đăng ký nhưng mà không ra sân, có những người thì không được đăng ký cho trận đấu này và phải ngồi khán đài. Nhưng tất cả những cầu thủ này đều sẵn sàng 100% để có thể đến, để có thể thi đấu trận đấu với Iraq. Và trận đấu với Iraq là trận đấu mà huấn luyện viên Philip Chu C đã chuẩn bị rất là kỹ. Các bạn biết là hai trận đấu nó cách nhau có 5 ngày và chúng ta thì lại mất một ngày ở lại Philippines và bay xuyên đêm, tức là chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để hồi phục. Và huấn luyện viên Philip Chu C đã tính luôn cả cái thời gian đó, cho nên là ông đã để cho Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và rất nhiều những cầu thủ khác không chơi, kể cả là Tiến Linh và Văn Thanh. Ngày hôm qua tất nhiên là chúng ta thì không thể nào mà nói mà nó toạc ra được, nhưng mà ngày hôm qua thì huấn luyện viên Philip Chu C cũng đã giải thích cho Tiến Linh và Văn Thanh là vì sao bạn đấy, hai bạn đấy lại không đá hết cả trận mà lại được rút ra. Thì cũng xin thưa với các bạn, đây là một cái cách chuẩn bị tốt nhất. Bởi vì khi mà đã thi đấu xong hiệp 1 rồi thì có lẽ là lúc đấy các bạn cũng cảm thấy khá là yên tâm. Và lúc đấy là lúc mà huấn luyện viên Philip Chu C phải chuẩn bị cho trận đấu với Iraq. Ông không muốn có bất cứ một chấn thương nào, ông không muốn có bất cứ một rủi ro nào về thẻ, đặc biệt là khi Văn Thanh lại dính một cái thẻ. Và quan trọng lắm các bạn ạ, đó là những cái nguy cơ về chấn thương. Nguy cơ về chấn thương, nguy cơ về thẻ và bị bào mòn về mặt thể lực. Đấy là ba yếu tố mà huấn luyện viên Philip Chu C sợ nhất. Bản thân ông thì luôn luôn mong muốn là sẽ có được một cái nền tảng thể lực thật tốt, chuẩn bị nền tảng thể lực thật tốt cho anh em cầu thủ bước vào trận đấu với Iraq. Vì trận đấu với Iraq xét cho cùng mới là trận đấu quan trọng. Philippines sau khi chúng ta giải quyết được họ rồi thì nó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Như mình nói với các bạn là khi mà kết thúc hiệp 1 rồi thì chúng ta cũng khá là chắc chắn là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Cho nên là lúc này là lúc mà ông Philip Chu C sẽ phải tính toán những cái con bài về mặt chiến thuật. Đó. Và ngày hôm qua xin thưa với các bạn là việc Tiến Linh được rút ra, việc Văn Thanh được rút ra, Quế Ngọc Hải không thi đấu, Hùng Dũng và Hoàng Đức không vào sân để thi đấu. Thì mình nghĩ là tất cả những cái yếu tố này theo thông tin mà mình có được là hoàn toàn do cái chiến thuật của huấn luyện viên Philip Chu C, chứ không phải là những cầu thủ này không sẵn sàng. Còn đương nhiên là Quế Ngọc Hải thì bạn đấy có càng nhiều thêm thời gian nữa thì nó càng an toàn. Một cái thông tin nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là một cái mà thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của ông Philip Chu C với cấp câu lạc bộ. Ngày hôm qua nếu mà đúng là vì lý do gọi là chúng ta tạm gọi như là vì thành tích thì sẽ đưa Quế Ngọc Hải ra thi đấu, nhưng mà nó sẽ có rủi ro. Bạn đấy chưa bình phục lại thể lực 100%, nó có thể dẫn ra những cái chấn thương. Đấy, và cái vết thương của bạn đấy thực sự nó cũng chưa lành hẳn. Đó, cho nên là nếu mà đưa bạn ấy vào sân thì nó sẽ rất là nguy cơ.
và huấn luyện viên Philippe Chaussé đã quyết định dưỡng cho Quế Ngọc Hải. Khi mà dưỡng cho Quế Ngọc Hải thì điều đấy cũng có nghĩa là giữ cho Quế Ngọc Hải trong trận đấu với Iraq và giữ cho BKMX Bình Dương. Bởi vì kể từ khi về Bình Dương thì bạn ấy chưa đá một trận nào chính thức. Đây cũng là một cái mà mình cảm nhận được là huấn luyện viên Philippe Chaussé tính toán rất là thấu đáo. Từ khi ông Chaussé lên nắm quyền thì mình có nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực. Tức là ông tôn trọng hoàn toàn liên quan đến cầu thủ và ông luôn luôn đặt cái sự an toàn của cầu thủ lên hàng đầu. Đấy, và ngày hôm qua chúng ta đã có được tất cả mọi thứ. Một chiến thắng trong ngày ra quân khá là vất vả. Đó, chúng ta có được 3 điểm đầu tiên, đánh tan đi những áp lực và phần nào đấy giảm đi những cái sự căng thẳng ở trong lòng đội bóng. Chúng ta giữ được một lực lượng đủ tốt, không ai bị chấn thương nặng. Nói chính xác là không ai bị chấn thương. Đó, và tất cả những cầu thủ quan trọng nhất thì đều được nghỉ dưỡng sức. Mình cho rằng là đây là một cái tuyệt vời. Bạn Nguyễn Hoàng Nhân có hỏi mình là khi nào Indonesia đá với Iraq với anh Hải, chúc anh luôn vui khỏe. Indonesia thì ngày hôm qua thua tan nát trên sân của Iraq rồi. Họ thua với tỷ số 1-5. Nếu các bạn chưa xem trận đấu này thì các bạn có thể nên xem một chút để thấy xem ông Iraq ông đá như máy luôn. Indonesia chơi cũng rất tốt nhá. Indonesia chơi cũng rất tốt, lên bóng đâu ra đấy. Nhưng mà họ mắc vào một cái nhược điểm, mà nhược điểm này nếu mà chúng ta chơi với Iraq mà không cẩn thận thì chúng ta cũng vướng. Đấy là chúng ta triển khai bóng từ phần sân nhà và cố gắng chơi kiểm soát bóng. Anh Indo kiểm soát bóng và anh Iraq anh đẩy lên, anh pressing tầm cao, anh lấy bóng ngay ở trong chân của các trung vệ của Indonesia, sau đó là thực hiện những đường phản công và ghi bàn. Họ ghi 2 bàn, sau đó là Indonesia gỡ 1-2 trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng mà sau đó sang hiệp 2 thì Indonesia vỡ trận hoàn toàn. Indonesia chơi hay, mình phải công nhận là nếu các bạn xem cả buổi sáng ngày hôm nay, mình chỉ cập nhật tình hình của đội tuyển và mình xem lại hai cái trận đấu của Iraq và Indonesia và trận đấu Thái Lan và Trung Quốc, thì mình thấy là Indonesia họ đá cũng rất hay. Mình nghĩ là trong bảng này đúng như mình nhận định là Philippines là đội bóng yếu nhất. Họ không kiểm soát được bóng, họ không xây dựng được lối chơi. Nhưng mà Indonesia thì khác. Trước một Iraq là sân nhà, khán giả hôm qua rất đông. Đấy, bên cạnh đó là các cầu thủ của Iraq vừa to vừa cao, vừa khỏe, vừa khéo, vừa dũng mạnh mà lại vừa tinh tế. Và nếu các bạn xem thì các bạn thấy là khi mà họ kiểm soát được bóng phát là các cầu thủ họ là phải nói là mở hết cả ra để giúp cho đội kéo giãn cái hàng phòng ngự của đội bạn. Và ngày hôm qua Indonesia không đỡ được. Thật sự là mình nghĩ không đỡ được. Anh Iraq mình cũng khá là bất ngờ vì hôm nay mình nghe được cái thông tin là họ sẽ đi chuyên cơ đến Việt Nam. An ninh sẽ được thắt rất là chặt. Thực sự mà nói là mình cảm thấy bất ngờ, bởi vì mình vẫn nghĩ là Iraq là một nền bóng đá nghèo. Tất nhiên là cầu thủ của họ thì rất là giỏi rồi. Họ đã từng vô địch Asian Cup năm 2007 với một cái thế hệ vàng của những cầu thủ, trong đấy có đội trưởng là anh Yunis Mahmud. Đó, thì các bạn còn nhớ là năm đó thì anh Iraq anh loại chúng ta ở tứ kết. Chúng ta đã thua Iraq với tỷ số 2-0 nếu mình nhớ không nhầm, ở trên đất Thái. Mặc dù là chúng ta đăng cai một bảng, nhưng mà cuối cùng khi mà chúng ta vào tứ kết thì chúng ta là cái nhánh của chúng ta là đội nhì bảng, thì chúng ta lại phải đi sân khách. Và chúng ta đã bị thua Iraq với tỷ số 0-2 tại Raja Mangala, nếu như mình nhớ không nhầm, ở bên Thái Lan. Còn anh Thái Lan ngày hôm qua thì đúng là anh khởi đầu quá là hay luôn. Mà cái bàn thắng thì thực sự là tuyệt vời. Hôm qua phải nói là Thái Lan ngày hôm qua cũng đáng tiếc. Hôm qua có rất nhiều cầu thủ họ thi đấu tốt. Ví dụ như là anh cầu thủ nhập tịch đeo số 12 tên gì ta, John à. Đấy, anh đấy được Thiraton đặt quả bóng trúng đầu mà anh ấy đánh đầu ra ngoài. Đó. Và ở những giây phút cuối cùng thì Trung Quốc họ đã lội ngược dòng thành công với một pha đánh đầu cận thành. Đấy, và quả thứ hai là quả căng, quả đầu tiên, quả gỡ hòa một đều là quả căng ngang sang cột 2. Rất là hay. Còn bàn thắng của Srek Yoyen thì thôi khỏi phải bàn. Một quả bóng chui hẳn xuống đường biên, sau đó là lật ngược trở lại. Bạn này bạn ấy còn hay đến mức mà quả bóng truyền ra bạn sụp để cho quả bóng bay lên phát bạn vuốt một phát. Nói chung là bàn thắng của Srek ngày hôm qua thì quá hay. Thái Lan chơi vẫn rất tốt. Nhưng mà tất nhiên là Trung Quốc họ đã khác biệt hoàn toàn so với trận đấu với Việt Nam. Có lẽ là trận đấu với Việt Nam họ cũng là người mà gọi là chúng ta gọi là thử nghiệm. Chứ ngày hôm qua Trung Quốc họ đá khác lắm, đá mạnh mẽ hơn. Thực sự là ngày hôm qua Wu Lei có mấy tình huống mà mình không nghĩ là bạn bỏ lỡ đâu. Đó, nhưng mà thực sự là khi mà bắt đầu vào trận rồi, vào một cái đấu trường vòng loại World Cup và các đội bóng đều phải cố gắng chơi tốt nhất có thể
thì mình xin thưa với các bạn luôn là họ chơi với một cái gương mặt khác, một cái diện mạo hoàn toàn khác. Cho nên những cái trận đấu giao hữu vừa rồi chúng ta xem đều là lừa nhau hết thì sao ấy. Nguyễn Thị Hoa còn nói là cảm ơn nhà báo Minh Hải đã đưa ra những thông tin nhanh và chính xác, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Em cảm ơn bác Nguyễn Thị Hoa. Nói chung là em cứ phục vụ mọi người thôi, một cách nó giống như kiểu là con tằm ấy mà. Phận con tằm là cứ nhả tơ thôi. Bọn em sẽ cố gắng tiêu hóa lá dâu ra thành tơ để cống hiến cho mọi người. Em cũng rất là hy vọng là mọi thứ nó sẽ diễn ra thật là ổn với bóng đá Việt Nam, và cũng có nhiều những cái thông tin tích cực để gửi đến cho mọi người. Còn ai nói gì thì kệ người ta, đúng không? Kênh này kênh kia họ nói. Em nghĩ là thời gian này thì chắc là họ chịu rồi, đúng không ạ? Họ không thể bẻ được. Thứ nhất là họ không đi, thứ hai là họ chả có thông tin gì cả. Đó. Xong bắt đầu họ bắt đầu lôi cái việc là đã từng là nhà báo hay không phải là nhà báo ra thì em cũng đến lạy người ta thật. Nói thật luôn là nhiều ông có thể nhà báo đấy nhưng mà làm ăn chán lắm. Đấy, nhưng mà nhiều bạn đặc biệt là bây giờ các bạn trẻ, các bạn ấy chỉ là phóng viên thôi, không có thẻ nhà báo đâu, nhưng các bạn ấy làm còn hơn rất nhiều những ông cầm thẻ nhà báo. Cho nên là mình nói luôn là cái áo nó không làm nên thầy tu, cái thẻ nhà báo nó không làm nên một cái cốt cách của một phóng viên chân chính. Đó, và các bạn đấy thì nên tìm hiểu về cái tinh thần nó thì nó hay hơn. Bạn Toàn Dương nói là em thấy Tiến Linh di chuyển rất linh hoạt và hậu vệ bên đội bạn kèm Tiến Linh đã lùi hai tiền vệ vào để cho hai tiền vệ vào giữa. Em rất là thích kiểu đá này, đúng rồi. Như mình cũng đã chia sẻ với các bạn thì cái vị trí hôm qua của Tiến Linh nó chính là vị trí của Hoàng Đức. Nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy khi mà Tiến Linh lùi về giữa, các bạn nhìn thấy rất nhiều tình huống bạn ấy về trước mặt cặp trung vệ để lấy bóng, thì lúc đấy là Văn Toàn một bên, Tuấn Hải bên bo vào trong đá như một cặp tiền đạo. Cho nên là ngày hôm qua chính Hoàng Đức nghĩ là ông Philippe Chu-xê đã yêu cầu Tiến Linh đá đúng như kiểu của Hoàng Đức. Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả, mọi thứ rất là ổn. Và mình thích cái kiểu huấn luyện viên Philippe Chu-xê bây giờ lại tạo áp lực cho cầu thủ. Tức là gì? Tiến Linh đá trận vừa rồi bạn ấy không bao giờ cảm thấy thỏa mãn đâu. Ok, giống như kiểu một con hổ đói ấy. Bây giờ nó đã bị nhốt ở trong chuồng, lúc mà thả ra thì các bạn biết là nó sẽ chạy như thế nào. Đó, thì đấy cũng là một cách làm tâm lý. Mình nghĩ là huấn luyện viên Philippe Chu-xê ngày hôm qua xử lý mọi thứ mình thấy ổn. Nói chung là một cách khắt khe thì chúng ta đá vẫn chưa phải là quá hay, nhưng mà mình nghĩ là ông đã giải quyết được nhiều điều. Thứ nhất là một chiến thắng trong ngày ra quân, một chiến thắng mà giúp cho ông ấy làm cho cái ghế nó vững vàng hơn, và nó cũng làm giảm đi những cái lời chỉ trích. Thứ hai rất quan trọng, mình cái này là mình nói với các bạn là nó tuyệt đối quan trọng, đấy là ông chứng minh được là ông đã đúng. Bởi vì ví dụ như là trường hợp của Đình Bắc, bạn ấy đã ghi bàn chỉ sau vài phút vào sân thôi, nhưng đối với mình thì đấy nó là tất cả. Bởi vì sao? Vì đó là một câu trả lời không thể thuyết phục hơn trên chính sân cỏ. Các bạn có thể nói là trẻ, các bạn có thể nói ABCDZ tùy bạn, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là gì? Các bạn trẻ đã làm được việc. Và ngày hôm qua mình đã phân tích với các bạn về tấm ảnh. Ngay sau khi ghi bàn xong thì Đình Bắc không có chạy về phía các phóng viên để kiếm một bức ảnh đẹp, mà bạn ấy lại về ôm lấy ông Philippe Chu-xê và cúi đầu dành một lời cảm ơn. Vì Đình Bắc biết là cái áp lực, những lời chỉ trích của huấn luyện viên Philippe Chu-xê nó đến là bởi vì ông đã gọi những cầu thủ trẻ như Đình Bắc. Đó. Thì mình nghĩ là một cách khắt khe nhất là chúng ta vẫn chưa hài lòng với lối chơi của đội đâu. Đó, Đình Bắc trận vừa rồi ghi được bàn, điều đấy không có nghĩa là bạn ấy gặp những đối thủ mạnh thì bạn ấy lại vẫn tiếp tục ghi được bàn. Nhưng cái quan trọng ở đây là nó phần nào đó nó sẽ giảm đi được những cái áp lực dành cho đội, và bản thân Đình Bắc cũng thế. Mình nói thật là hôm phỏng vấn Đình Bắc mình thấy rất là bất ngờ, vì mình biết Đình Bắc cũng khá là lâu rồi, cũng đã có những cái nghiên cứu về bạn đấy, nhưng mình không nghĩ là bạn đấy lại có thể chín chắn như thế. Các bạn có thể xem lại cái chương trình đó, rất chín chắn đấy. Và đúng là ngày hôm qua vào sân, một vài tình huống bạn ấy đi bóng mình thấy rất là ổn, sau đó là có một bàn thắng rất là đẹp. Đó là những cái gì mà huấn luyện viên Philippe Chu-xê đã làm được. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng rất là vui, vì mình tin chắc là sau đây thì vé bán sẽ rất là tốt. Nếu các bạn mà quan tâm đến tình hình đội tuyển, đặc biệt là trận đấu với một đối thủ mà mình nghĩ là xứng tầm với chúng ta, đó là Iraq trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì mời các bạn mua vé. Bạn Khoa Huỳnh nói là kênh này nói sự thật mà mấy kênh khác sao lại chê huấn luyện viên quá. Mình thì không khen, mình không khen. Chúng ta có sự ghi nhận đúng mức với những cái gì mà ông ấy đã làm. Ông ấy đúng thì chúng ta phải nói là đúng. Cho dù là cái đúng của ông ấy nó mới chỉ là ở trong giai đoạn này thôi. Còn nó vẫn là một đấy, các bạn nhìn thấy Argentina cũng đã thua trận đầu tiên ở vòng loại World Cup rồi.
Và bàn thua thứ hai lại do lỗi của Messi đấy. Cho nên là mình nghĩ là mọi thứ nó đều là tương đối, nó là đều mang tính thời điểm. Bóng đá là tính thời điểm. Phong độ của anh thời điểm này tốt, anh vào đội hình chính. Phong độ thời điểm sau anh không tốt, anh có thể bị loại. Đó, thì nó cái tính thời điểm của bóng đá nó là như vậy. Ngày hôm nay ông ấy đúng với cái cách sử dụng Đình Bắc, cách sử dụng Văn Toàn, nhưng trận sau có thể là nó lại không đúng. Trận sau thì mình tin là sẽ phải là những cầu thủ rất rất là dày dặn kinh nghiệm. Bởi vì mình đã xem Iraq đá rồi, nó không đơn giản một tí nào đâu, thưa quý vị và các bạn. Bây giờ số lượng người xem của chúng ta đang trên 14.000 người rồi, mà số lượng người like của chúng ta đang chưa bằng 1/7. Các bác ai chưa like, các bác dành ra 1 giây các bác like cho em. Ai chưa đăng ký, các bác nhớ đăng ký cho em. Dạo này mọi người quên đăng ký hay sao ấy. Đấy, từ tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ mà chưa lên được thêm 100.000 sub. Thực sự là hơi buồn. Các bác dành ra một chút ít thời gian để like cho Minh Hải. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Lê Thị Thanh có nói là Quang Hải có được triệu tập không chú? Không, Quang Hải làm gì không được triệu tập mà. Bạn Đặng Nguyễn có nói là chào Minh Hải, anh rất thích chương trình của Hải. Em cảm ơn anh, cảm ơn mọi người rất nhiều. Không sao đâu, mọi người đừng lo cho em. Mọi người đừng lo cho em. Ai đó chỉ trích em kệ người ta. Bởi vì rồi em cũng sẽ chứng minh cho chính bạn đấy thấy là bạn ấy đã cực kỳ sai lầm. Đó thì cũng xin được trả lời mọi người như vậy. Để các bạn yên tâm. Minh Hải thì các bạn yên tâm đi, không có gì cả, rất vững vàng. Trên 40 tuổi rồi mà. Bạn Phạm Phương nói là chờ Minh Hải từ sáng luôn. Tùng Văn Phạm có nói anh Hải về Việt Nam chưa? Chưa. Tối ngày hôm nay khoảng tầm 7 giờ tối thì mình sẽ đi sân bay. 7 giờ tối mình sẽ đi sân bay và sẽ lên đường về Việt Nam cùng với đội. Hôm nay sẽ bay xuyên đêm. 11 giờ thì chúng mình bắt đầu xuất phát từ Manila. Và 2 giờ 40, hình như 2 giờ 40 ấy, thì là chúng mình sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Chắc là về đến nhà nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 5 giờ. Ngủ một chút, sau đó là cập nhật những cái thông tin mới nhất cho mọi người. Trưa ngày mai lại livestream bình thường. Nhưng mà các bạn nhớ nha, tối ngày hôm nay là chúng ta sẽ có chương trình phỏng vấn chú Mai Đức Chung đấy. Đấy, chú sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện là chú tháo cái khớp xương háng như nào. Chú nói là cái cưa nó sột mà nó đang cưa trên người của mình. Và sau khi mà chú bị phẫu thuật cái khớp háng thì kể từ đó là chú không được chơi thể thao nữa rồi. Bây giờ không đá bóng được, cái môn mà chú rất là thích là tennis thì cũng không chơi được nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi môn câu cá, chấm hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Toàn Nguyễn có nói là tin của Minh Hải hay và chính xác. Chú nghiện, mỗi khi lên sóng chú không ngủ để nghe. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Bạn Anh Nguyễn có nói là từ Đài Loan. Chào anh Minh Hải, em ủng hộ Vĩ Đốc Minh Hải. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở phần sau của chương trình mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về đêm ngày hôm qua. Bọn mình đi ăn với Việt Kiều ở bên này nhé. Thực sự rất tuyệt vời. Còn bây giờ thì mình xin được giới thiệu với các bạn Cao Ba Long, một sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông. Vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc, đấy, do bất cứ một lý do gì. Thì có thể là do cơ địa nhá, thì các bạn nên sử dụng Cao Ba Long. Nó sẽ hỗ trợ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Nó kéo dài tất cả mọi thứ cho chúng ta. Đó, và bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về sau khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi. Và bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Những người mà gãy chân, gãy tay, gãy xương thì nó giúp là liền xương rất là nhanh. Đấy, và những người có triệu chứng như thế thì nên sử dụng Cao Ba Long. Nó sẽ giúp chúng ta làm giảm đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp. Đấy, nó sẽ bồi đắp cho chúng ta để chống loãng xương. Và loãng xương thì nó là cái nguy cơ của gãy chân, gãy tay, gãy xương. Đấy. Rồi các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng chậm lớn thì xin lỗi các bạn luôn là Cao Ba Long nó là sự lựa chọn số 1 luôn. Bởi vì là nó sẽ giúp các con phát triển bộ khung để cải thiện cả thể lực lẫn thể hình. Về sau các con vừa to cao vừa đẹp trai lại còn thông minh. Thứ ba nữa là các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời còn con gái thì Cao Ba Long luôn luôn bên các chị em, đặc biệt là các chị em vừa sinh con. Vì trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất chúng ta chuyển hết sang cho con. Khi sinh con ra rồi chúng ta rơi vào trạng thái bị suy nhược. Người nó như đi mượn ấy, lỏng la lỏng lẻo đúng không ạ? Đấy, yếu ớt,
lỏng lẻo. Đấy, thì bây giờ Cao Ba Long sẽ hỗ trợ các chị em là củng cố lại khỏe khoắn này, xinh xắn này, vững vàng này và chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất tuyệt vời. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877. Các bạn gọi điện đến số điện thoại này thì các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn 24/7. Website là dongmuasop.vn. Còn đây là Đông Trùng Hạ Thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Nó bổ sung thêm dưỡng chất này bổ như không béo, cho nên nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta tăng cường số lượng tế bào tốt. Bởi vì cơ bắp của chúng ta từng ngày từng giờ bị bào mòn về mặt tế bào, và nếu chúng ta không bù đắp được cho nó thì chúng ta rơi vào cái trạng thái bị suy nhược. Đấy, và suy nhược thì là sao? Cơ bắp thì nó tong teo, còn da rẻ thì nó lại nhăn nheo. Đấy, thì bây giờ nó sẽ Đông Trùng Hạ Thảo sẽ giúp chúng ta bổ sung tất cả, bổ sung cho tất cả các bộ phận trên cơ thể những cái tế bào mà cần, và nó kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương, tức là cơ thể của chúng ta thiếu tế bào ở khu vực nào thì nó sẽ hàn gắn ở khu vực đó. Ví dụ như là có những người bị khối u này, có những người bị ca mổ thì nó sẽ sinh ra tế bào ở khu vực đó để nó lấp đầy cái khoảng trống mà khối u và đường giao đường kéo để lại. Cho nên mình nói là đây là một cái tác dụng cực kỳ tuyệt vời của Đông Trùng Hạ Thảo. Thứ ba nữa là nó giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một cái vòng tròn miễn dịch. Vòng tròn miễn dịch được coi như là hàng phòng ngự của cơ thể của chúng ta. Nhưng cùng với thời gian, cùng với sự lão hóa thì cái số lượng kháng thể được sinh ra nó ngày càng ít đi, mà cái kháng thể đó chính là cái tạo ra cái vòng tròn miễn dịch, tạo ra cái hệ thống phòng ngự cho chúng ta. Đó. Thì đấy là lý do vì sao càng về già thì chúng ta lại càng dễ bị bệnh tật tấn công, bởi vì cái hệ miễn dịch, cái hàng phòng ngự của chúng ta nó càng ngày nó càng mỏng và thậm chí nó đã bị thủng rồi. Thì Đông Trùng Hạ Thảo bây giờ là nó sẽ bổ sung cho chúng ta thêm kháng thể để giúp cho cái hệ thống phòng ngự của chúng ta tốt hơn. Ví dụ như là cơ thể sinh ra được 1 triệu kháng thể thì Đông Trùng Hạ Thảo sẽ tăng cho chúng ta thêm 1 triệu nữa là 2. Như vậy là nó giống như khung thành đang được bảo vệ bởi 11 người thì bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Các bạn thấy như thế là các bạn thấy cực kỳ ổn đúng không ạ? Đấy là lý do vì sao các chuyên gia luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng Đông Trùng Hạ Thảo. Nhất là những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe hoặc là những người bị bệnh khó chữa. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Các bạn nhớ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, cho gia đình, cho người thân. Và nếu mà làm quà tặng quà biếu thì tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Người béo có thể sử dụng Cao Ba Long được không anh? Đương nhiên, bởi vì là nó giúp cho cái cơ bắp, cái xương, cái khớp của chúng ta tốt. Và khi cơ bắp của chúng ta nó tăng lên thì điều đấy có nghĩa là cái khả năng đốt mỡ của nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy, và khi mà nó đốt mỡ thì điều đấy có nghĩa là các bạn sẽ giảm mỡ. Các bạn đừng sợ về cái chuyện, các bạn nên phân biệt rất là rõ ràng cho mình đâu là giảm mỡ và đâu là giảm mỡ và đâu là giảm cân. Có nhiều người nhảy lên cân thấy là hôm nay mình tụt một cân thì cảm thấy rất là vui. Nhưng xin thưa với các bạn, nếu mà một cân đấy nó lại là 9 lạng cơ thì là các bạn đang giảm cân rất là sai lầm. Người ta tăng cơ giảm mỡ và người ta giảm cái body size, tức là giảm cái cỡ người. Tức là bây giờ các bạn đang mặc áo size L chẳng hạn, các bạn bây giờ mặc áo size M là ok. Ví dụ như đợt vừa rồi mình giảm trong vòng 3 tháng mình giảm được khoảng 4 cân, nhưng mình lại tăng được cái số lượng cơ của mình lên hơn 1 cân nữa. Đấy, các bạn thấy là như vậy là mình đã giảm được rất là nhiều. Và trước đây mình mặc áo size L, nhưng bây giờ mình bắt đầu mặc lại áo size M rồi. Đó, rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Hôm qua bọn mình sau khi làm xong chương trình thì chúng mình có đi ra một cái quán của người Việt. Và ngày hôm qua thì mình rất là bất ngờ, bởi vì là người Việt ở đó rất là đông, mọi người đến đó ăn uống rất là nhiều. Và mọi người mặc áo Cờ Đỏ Sao Vàng. Có một bạn mà bạn ấy có cái cốc bạn ấy uống ấy, là bạn ấy lấy cái khăn mà Việt Nam vô địch bạn ấy đeo trong sân, bạn ra bạn cuốn vào cái cốc. Và ngày hôm qua lúc mà mình ra thì rất là nhiều người nhận ra, mỗi một bàn mời một ly. Thật sự là ngày hôm qua rất là vui nói chuyện với bà con. Và ngày hôm qua cũng rất là xin cảm ơn các anh em Việt Kiều tại Manila. Hôm qua có mấy anh em ra cứ bảo là thôi anh để hôm nay bọn em mời. Bọn mình thì rất là ý thức, tức là ok ra giao lưu các bạn, còn bàn mình ăn là mình phải tự trả tiền. Đó, mấy anh em ngồi ăn với nhau thì tự trả tiền, nhưng mà các bạn ấy không đồng ý. Các bạn bảo anh ơi, bọn em sang bên này được gặp các anh bọn em vui lắm. Đấy, anh hãy để cho bọn em một cái cơ hội là được mời anh một bữa. Mình bảo ok. Như vậy là thôi không có đôi co nữa. Khi nào em về Hà Nội em lại là của anh. Đấy, và các bạn thấy không? Bóng đá nó là như thế. Khi mà chúng ta đến một cái không gian chỉ nói bằng tiếng Việt, và khi mà chúng ta đi ra nước ngoài, đấy, chúng ta đi mưu sinh kiếm được miếng cơm manh áo về để hỗ trợ giúp đỡ gia đình, và cũng góp một phần nhỏ bé giúp cho đất nước của chúng ta có được nhiều ngoại tệ từ nước ngoài hơn. Đó, thì thật sự là mình cảm giác được là cái tình cảm của các bạn rất là lớn.
gặp anh em Việt Nam giống như kiểu là được gặp người thân trong gia đình ấy. Đó. Và các bạn ấy cũng rất là vui. Thật sự là mình cảm thấy cảm động ngày hôm qua. Có đi nước ngoài thì các bạn mới thấy. Ở Việt Nam các bạn hát một bài quốc ca, bạn thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà ra nước ngoài mình đảm bảo luôn các bạn nổi da gà, thậm chí là nhiều người khóc. Ở trên khán đài có những người chả quen nhau trong công việc, cũng không quen nhau trong đời sống, nhưng họ đến với sân cỏ đấy, thì họ lại có sự gắn kết. Thế là cuối cùng tối lại đi ăn với nhau, lại trở thành bạn bè, kết nối với nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống đấy, trong công việc ở nơi đất khách quê người. Mình thấy nó tuyệt vời lắm ấy các bạn ạ. Bóng đá nó tuyệt vời luôn, cái giá trị kết nối của nó rất là hay. Và đối với mình thì thực sự tất cả những cái trải nghiệm của mình trên chặng đường đi tác nghiệp nó đều rất là vui. Bạn Diệp Đỗ của nó là em lo cho đội tuyển Việt Nam ngày 21 này gặp Iraq anh ạ. Đương nhiên là mình cũng lo, tất cả chúng ta đều lo mà. Nhưng các bạn yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể. Bạn Trung Nguyễn của nó là Minh Hải, anh mua 2 hộp đông trùng hạ thảo giá 2.350.000 đúng không anh? À, bác alo nhá, vì là nó còn liên quan đến quà tặng nữa. Bạn Bền Nguyễn của nó là Minh Hải ơi, vào vòng loại thứ 3 thì lại tiếp tục bốc thăm chia bảng hả? Đúng rồi, hình như thế, vẫn lại bốc thăm chia bảng. Nói chung là các bạn cứ yên tâm là nó khó lắm, nó không đơn giản đâu. Bạn Trung Phương, bạn Trung Phương thân mến là bạn có thể inbox lại cho mình nhé. Bạn Trung Phương inbox lại cho mình, mình sẽ tư vấn lại cho bạn. Bởi vì là có nhiều cái mình cũng không hiểu là bạn đang sử dụng nó như thế nào. Bạn Khoa Trần có nói là Văn Quyết hôm qua em thấy mặt có vẻ buồn kiểu gì anh Hải nhỉ? Không, hôm qua đội vui lắm. Tối ngày hôm qua anh em có liên hoan, tức là sau bữa cơm tối với toàn đội thì anh em có liên hoan một chút. Mình nghĩ là ổn, anh em tất cả cầu thủ của chúng ta đều cảm thấy rất là ổn, không vấn đề gì cả. Thực ra thì kể cả là Văn Toàn hay là Đình Bắc có ghi bàn, các bạn có vui hơn các đồng đội một chút xíu. Nhưng mà nó giống như kiểu là những cái quan điểm mà mình đã từng chia sẻ với các bạn. Không có một cá nhân thất bại trong một tập thể thành công, và ngược lại không có một cá nhân thành công trong một tập thể thất bại. Cho nên là ở đây là một cái trò chơi tập thể, nó là như vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào. Bạn Hiệp Nguyễn nói là nếu mà có Quang Hải và Văn Hậu thì hôm qua đã rất hay anh Hải nhỉ. Không có từ nếu được, vì các bạn đang bị chấn thương không thể nói nếu được. Bạn Văn Quyết, bạn A Dìn có hỏi là Văn Quyết đá kiểu áp đặt đối thủ anh Hải nhỉ. Thật sự là ngày hôm qua Văn Quyết có rất nhiều những pha chọc khe hay đấy. Mình nói thật là chọc khe hay. Nhưng mà anh em cầu thủ chúng ta, nhiều cầu thủ còn hơi non, hơi thiếu kinh nghiệm, hơi thiếu độ quái. Bạn Văn Tin Trần của nó là anh Hải cho hỏi vì sao Tuấn Anh được giao băng đội trưởng thay vì Đặng Văn Lâm hay một cầu thủ khác, có phải chăng đối với triết lý của huấn luyện viên Chu Xê Tuấn Anh rất quan trọng. Mình đã từng nói với các bạn rất nhiều lần về Tuấn Anh rồi. Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng và bậc nhất trong cái lối chơi kiểm soát bóng của huấn luyện viên Philip Chu Xê. Bởi vì Tuấn Anh có khả năng kiểm soát bóng. Đấy, bạn đấy chơi rất đơn giản, và vì bạn ấy chơi đơn giản cho nên bạn đưa quả bóng lên rất nhanh. Ngày hôm qua mình nói luôn là cái tinh thần thủ lĩnh nữa. Đặng Văn Lâm thì ở quá xa. Đó. Các bạn nhìn thấy ngày hôm qua như bạn Neil Atlet của Philippines, bạn là đội trưởng đứng ở dưới, bạn ấy nói tiền đạo nghe thấy gì đâu. Nhưng mà Tuấn Anh chạy khắp sân và điều chỉnh từng anh em một. Mình vẫn đánh giá ngày hôm qua Tuấn Anh là cầu thủ chơi hay nhất. Nếu các bạn muốn thì ngày hôm nay hoặc ngày mai, trưa ngày mai đi, mình sẽ lấy cái số liệu thống kê về cho các bạn xem về Tuấn Anh. Tuấn Anh ngày hôm qua cũng có mấy đường truyền học, nhưng mà mình nghĩ là như thế là chấp nhận được. Tuấn Anh ngày hôm qua chơi rất là tốt, và hôm qua bạn ấy chơi cả trận, chứng tỏ là thể lực của bạn ấy đang lên. Bạn Săn Đêm TV của nó là chê ông Chu Xê cho lắm vào, bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Mình không biết là bạn đang nói đến ai, nhưng mà mới thắng Philippines thôi mà bạn. Chưa là cái gì cả. Chúng ta thắng thì chúng ta vui, và mình thì vẫn bảo lưu cái quan điểm là ông Philip Chu Xê là người, những người mà có triết lý như ông Chu Xê là rất cần cho bóng đá Việt Nam. Đấy, còn chúng ta mới chỉ thắng Philippines thôi mà. Bạn Văn Tín, mình nói thêm là huấn luyện viên Philip Chu Xê thì ông đưa ra một nhóm đội trưởng. Thì ngày hôm qua Quế Ngọc Hải không được đăng ký, Hùng Dũng và Hoàng Đức thì không đá chính. Đấy, chứ là mình nghĩ là ngày hôm qua thì không có ai xứng đáng bằng Tuấn Anh rồi.
Ngày hôm qua thì thật sự là không ai xứng đáng hơn Tuấn Anh để đeo băng đội trưởng. Bạn Ben có nói là anh Hải quay xe à? Quay xe là sao bạn? Mình chả hiểu sao có nhiều người thì bảo mình chê ông Chu Xie, có nhiều người mình bảo mình lại chỉ trích mình là vì mình anh bênh ông ấy. Mình chả hiểu vì sao. Anh Hải có thể nói số 16 chơi chắc chắn hay. Đấy là bạn Thái Sơn. Thái Sơn thì mình đã từng nói với các bạn rồi là trong một vài năm tới Thái Sơn sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Và Thái Sơn hiện nay đang được đào tạo để dần dần thay thế Đỗ Hùng Dũng. Bạn Tuân Vũ, đúng rồi. Các bạn mới vào thì các bạn kéo vào phần đầu để các bạn xem thêm nhé. Bạn Hoàng Thiên có nói là sao không thuê chuyên cơ riêng để về sớm hơn vậy anh Hải? Có tiền đâu mà thuê. Chúng ta phải có tiền thì mới thuê được chứ. Giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn nghèo lắm, không có tiền để mà đi chuyên cơ riêng đâu. Nhiều cái liên đoàn ấy, ví dụ như những cái liên đoàn của Ả Rập ấy, là họ có máy bay riêng, tức là liên đoàn của họ mua máy bay luôn. Bạn Thuấn Nguyễn Văn có nói là anh Hải có sợ lối đá của mình đấu với Iraq sẽ như Indo không? Thật sự là mình thấy lo. Xem xong trận đấu Iraq với Indo thì mình cảm thấy hơi lo cho đội tuyển Việt Nam. Thực sự là Iraq được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều. Họ đá rất là đều nhé, các vị trí họ lên rất đều, mà họ phải nói là những cái quả lên biên của họ thì nó quá khủng khiếp. Phối hợp với nhau rất là hay. Việt Phong Trần của nó là Minh Trọng, quá hay anh Hải. Đấy các bạn thấy không, SEA Games, sau SEA Games mình đã nói và đợt vừa rồi chuyển nhượng mình cũng nói rất là nhiều. Các bạn cứ yên tâm, rồi những cầu thủ như là Đình Bắc hay là như là Võ Minh Trọng hay là gì đấy là các bạn yên tâm. Là Vlog Minh Hải sẽ tìm một cái thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta phỏng vấn các bạn đấy. Các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ để quan tâm theo dõi. Và mình vẫn chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm mà đi đâu mình cũng mang theo này các bạn này. Đó, và cũng xin thưa với mọi người luôn, cái Manhouse V8 này nó cực kỳ gọn nhẹ, nhưng mà nó kết nối được với tận 12 thiết bị. Đây các bạn nhìn này. Đấy, có một cái nhỏ này thôi nhưng mà kết nối được với 4 thiết bị đấy các bạn. Hai cổng USB, hai cổng Type-C. Đó. Ở bên này thì mỗi bên là có hai ổ là thành 8, 8 cộng 4 là 12. Đấy, và nó rất là ngắn. Các bạn thấy không? Nó rất là gọn nhẹ. Mình để ở bàn này là mình có thể kết nối được với tất cả những cái thiết bị của mình. Đấy, nó rất là hay. Bên cạnh đó là nó còn giúp cho chúng ta sử dụng một cách an toàn hơn. Các bạn biết không là cái Manhouse V8 này nó chịu được nhiệt lên 750 độ. Mà bây giờ phòng chống cháy nổ đang là vấn đề quá là quan trọng. Và cũng xin được thưa với các bạn là cái tỷ lệ của những cái đợt hỏa hoạn mà do cháy chập điện là nó rất là nhiều. Cho nên ở nhà là mình thay hết tất cả luôn bằng cái ổ Manhouse V8 này. Đặc biệt là phòng của các bạn nhỏ. Đấy. Thứ ba nữa là nó chịu tải được 4.000W, các bạn cứ yên tâm luôn. Các bạn sử dụng cái Manhouse V8 này thì các bạn sẽ được một đổi một trong vòng 6 tháng. Và các bạn sẽ được bảo hành lên đến 1 năm, các bạn sử dụng cứ tẹt ga luôn. Nói chung là các bạn đừng lấy búa, các bạn đập là được. Còn lại thì nó cực kỳ bền luôn. Đấy, mình mang đi khắp nơi, đi đâu mình cũng mang theo. Giá thì xin thưa với các bạn là giá của một cái ổ điện Manhouse V8 mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Thì mỗi một chiếc nó là 4, tức là các bạn mua một chiếc nhá, thì giá là 489.000. Các bạn chỉ được giảm giá thôi, tức là còn 489.000. Còn khi các bạn mua hai chiếc, thì giá là 968.000. Nhưng các bạn sẽ được tặng một cái ví, cái ví da có chữ ký của Vlog Minh Hải luôn. Đó, các bạn nhớ nhá, số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là manhouse.vn. Các bạn cũng đừng quên là ở vicento.vn còn cực kỳ nhiều những sản phẩm. Các bạn có thể gọi điện đến số 0889333300 để các bạn mua mọi loại quần áo, mọi loại trang phục. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đó, lại có thông tin mới từ đội tuyển này các bạn này. Chiều hôm nay, ngày hôm nay thì đội của chúng ta các cầu thủ vẫn tập hồi phục. Đó, và bên cạnh đó thì một số anh em chưa không thi đấu hoặc thi đấu ít ngày hôm qua
thì hôm nay vẫn phải tập nặng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì? Mic hơi nhỏ anh Hải ơi, các bạn cố gắng, không phải hơi nhỏ đâu, vì mình nói nhỏ. Ở bên này bây giờ nó đã là 10, ở bên này đã là ố, bên này đã là 1 giờ rồi. Sợ thật, bên này đã là 1 giờ hơn rồi. Các bạn ạ. À, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé. Mình xin phép các bạn là cũng phải chia sẻ thật là chúng ta mới chỉ thắng Philippines thôi, còn trận gặp Iraq sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Iraq sẽ là thuốc thử chính xác nhất cho chúng ta ở vòng loại này. Sau trận đấu với Iraq thì chúng ta có thể mường tượng được ra là chúng ta sẽ thi đấu như thế nào ở cái vòng loại thứ ba này, và cơ hội của chúng ta vòng loại thứ hai này và cơ hội của chúng ta sẽ ra sao. Mình tin là Philippines chúng ta cả lượt đi lượt về chúng ta sẽ đều thắng thôi. Đó, còn Indonesia sẽ là trận đấu chìa khóa. Nếu mà chúng ta thắng được Indonesia, tức là chúng ta không thua Indonesia thì khả năng rất là cao là chúng ta sẽ vào. Bạn Cường Nguyễn nó là kênh Minh Hải chứng minh cho lời động viên huấn luyện viên trưởng đi là sao? Chứng minh là sao nhỉ? Sao lại phải chứng minh nhỉ bạn? Bạn Mạnh Cường Đào của nó là Minh Hải ơi, xem Iraq đá thanh thoát lắm, dợ rất nó gì đấy, cho nắng gì này. Mọi người comment tiếng Việt xong mà mọi người đánh nó lung tung ấy nhỉ, đọc không hiểu gì cả. Bạn Khoa Trần của nó là Đình Bắc ổn đấy anh Hải nhỉ, tương lai của bóng đá nước mình đấy. Ngay từ đầu mình đã nói với các bạn rồi, ở vòng loại thứ ba ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi ấy, mình nói với các bạn là Đình Bắc sẽ là một ngôi sao tương lai đấy. Cái lối chơi của bạn này thì mình chỉ sợ mỗi cái là bạn bị chấn thương thôi. Vì cái lối chơi của bạn này nó quá là rực lửa. Mình chỉ sợ là nó bị chấn thương. Chấn thương thì rất là nguy hiểm. Đấy như Đoàn Văn Hậu đấy, chín cũng rất sớm, ở tuổi 19 là bạn ấy cũng đã chín rồi đấy. Đoàn Văn Hậu được gọi lên đội tuyển ở tuổi 19. Đó, và về sau bị chấn thương. Khổ lắm. Chờ Phong của nó là xem Iraq pressing lấy lại thấy lo cho hàng phòng ngự. Thanh Bình tối hôm qua có nhiều áp lực từ cầu thủ đối bạn mắc sai lầm. Mình nói luôn là trận đấu tới chúng ta sẽ phải chơi khác đi. Mình nói phải chơi khác đi. Chứ hàng phòng ngự của chúng ta mà chơi như ngày hôm qua thì gặp Iraq thì chắc là cũng phải thua 3 4 bàn. Vì hai cái quả mà ba cái quả mà Iraq họ à ba cái quả mà Philippines họ có bóng họ dứt điểm trước khung thành của Văn Lâm. Nếu mà gặp vào chân Iraq thì chết chắc luôn. Đỡ không nổi luôn. Mình khẳng định luôn các bạn như thế. Các bạn ơi, ai chưa like các bạn like cho mình đi. Rồi ôi, đang 17.000 người xem mà số lượng người like của chúng ta bây giờ là mới được có 4.800 này. Các bác ai chưa like các bác like cho em nhá. Ai chưa đăng ký các bác nhớ đăng ký cho em. Và các bạn ơi, buổi tối ngày hôm nay các bạn nhớ nhá là sẽ có chương trình mình phỏng vấn huấn luyện viên Mai Đức Chung. Còn bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày hôm nay với chương trình về huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cũng xin được chia sẻ cái cảm xúc với đội tuyển quốc gia. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn lì lợm, luôn luôn trung thành với con đường mà chúng ta đã chọn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt.